Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có khá nhiều người thắc mắc với kênh Phong thủy Gia Cát rằng khi chuyển nhà có nên chuyển bàn thờ thần tài, ông địa hay không? Bởi việc thờ cúng lâu ngày một phần đã khiến tài lộc tích tụ, vận may được thom gót. Vận may được các thần gom gót nên nếu chuyển nhà mới thì không biết có nên thay hẳn bàn thờ hay là chuyển bàn thờ cũ sang nhà mới. Để có thể giải đáp những thắc mắc này, kênh Phong thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Trong văn hóa Việt Nam, nhiều gia đình đều rất quen thuộc với hình ảnh một chiếc tủ thờ nhỏ đặt sát đất gần phía cửa ra vào, nhất là những cửa hàng kinh doanh hay gia đình có nhà mặt tiền để thờ thần tài, ông địa. Theo quan niệm dân gian từ xa xưa, bàn thờ thần tài, ông địa được đặt ở hướng cửa ra vào, giúp gia chủ nghênh đón tài lộc vào nhà, phù hộ cho việc kinh doanh được phát đạt, tiền bạc sung túc. Trên bàn thờ thần tài, ông địa thường được bày biện ấm chén sắt vàng, đĩa hoa quả, muối gạo và nước đầy đủ. Ngoài ra, còn có ông cóc ngậm tiền, linh vật thiềm thừ, sáng quay đầu ra, tối quay đầu vào với ý nghĩa tài lộc tuôn chảy vào nhà. Với hình ảnh thần tài và ông địa được thờ cúng bên trong sẽ phù hộ gia chủ làm ăn phát đạt, may mắn và bình an. Theo các chuyên gia, việc chuyển nhà mới có nên chuyển bàn thờ thần tài, ông địa cùng đi hay không vẫn chưa có tài liệu nào quy định cụ thể về vấn đề này. Trên thực tế, tùy theo từng văn hóa vùng miền, quan niệm tín ngưỡng mà có các cách thờ phụng khác nhau về việc chuyển hay không chuyển bàn thờ thần tài, ông địa từ nơi cũ sang nơi ở mới. Có một số vùng khi chuyển nhà, họ sẽ hỏa thiêu hoặc thả trôi sông bàn thờ thần tài, ông địa kèm theo các vật phẩm và đồ cúng kiếng. Cũng có người để lại cho gia chủ mới sử dụng để tích tụ phước lộc, chia sẻ vận may và công đức. Vì có khá nhiều dân địa phương quan niệm ông địa và thần tài là những vị thần trấn giữ vùng đất đó, khu vực đó nên các ông sẽ ở cố định tại chỗ mà không theo chúng ta đến nhà mới. Cũng có một số vùng miền quan niệm rằng việc chuyển bàn thờ thần tài và ông địa sang nhà mới với đầy đủ thủ tục và nghi lễ thì những vị thần này sẽ tiếp tục phù hộ chúng ta. Nếu nhà ở cũ mà việc làm ăn thuận lợi, may mắn và có nhiều tài lộc thì gia chủ nên thỉnh các ông theo về nhà mới. Các đồ dùng bày biện cúng kiếng như bình hoa, lư hương, đèn thắp có thể làm mới cho các ngài. Vì quan niệm dân gian cho rằng bàn thờ cũng chính là ngôi nhà của các ngài, việc mình chuyển nhà cũng giống như các ngài chuyển nhà và lại tiếp tục cùng gia chủ chung sống để phù hộ độ trì cho gia đạo và công việc làm ăn suôn sẻ, phát đạt. Vậy nếu chuyển bàn thờ thần tài sang địa điểm mới thì chúng ta cần làm những gì để chuyển bàn thờ thần tài, ông địa đúng phong thủy nhất, tránh để không đắc tội với hai ngài? Để có thể nắm rõ các bước và thủ tục, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Bàn thờ vốn là nơi chốn linh thiêng nhất trong nhà, vì thế gia chủ không được tùy tiện thay đổi, di rời vị trí bàn thờ để tránh những điều kiêng kỵ cho tài vận và gia đạo. Khi muốn chuyển bàn thờ thần tài, ông địa đến nhà mới, bạn cần phải biết tuân thủ một số thủ tục như sau. Trước khi chuyển, cần làm lễ xin chuyển bàn thờ. Việc đầu tiên mà bạn cần làm đó là chọn ngày tốt, giờ tốt để tiến hành chuyển bàn thờ. Nên nhờ các chuyên gia về phong thủy xem xét hướng nhà để chọn vị trí bàn thờ cũng như ngày giờ để làm lễ chuyển bàn thờ. Mặc dù không phải nằm ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, nhưng hướng đặt bàn thờ thần tài sẽ bao quát cả cửa ra vào để giúp gia chủ cai quản tiền và khách khứa, tiền tài lưu thông vào gia đạo và xua đuổi vận rủi, oan hồn không cho vào nhà quấy nhiễu. Tiếp theo, bạn cần sắm sửa, bày biện đầy đủ lễ vật cúng trên bàn thờ để thể hiện tấm lòng của gia chủ và tạo ra không khí sung túc cho các thần theo về cư ngụ. Các lễ vật quan trọng cần bày biện trên bàn thờ thần tài bao gồm hương thắp, hoa tươi, trái cây, rượu, xôi, trầu cay, món mặn, thịt heo quay,
vàng mã để tiến hành cúng bái. Tiến hành chuyển bàn thờ thần tài, ông địa. Khi tiến hành chuyển bàn thờ thần tài, việc đầu tiên là gia chủ tiến hành đặt tiền vàng, 7 bát nước, 3 chén rượu và 1 lọ hoa tại nhà cũ. Sau đó, gia chủ sẽ đọc bài văn khấn, xin mời các vị thần chuyển về nhà mới và thắp 3 nén hương. Thông thường, khi hương vừa cháy được một nửa thì tiến hành thỉnh bàn thờ thần tài chuyển về nhà mới khi hương vẫn còn đang cháy. Nếu quãng đường xa, có thể để cho tàn hương trước hoặc sau khi hương đã tàn rồi mới thực hiện thủ tục chuyển bàn thờ thần tài, ông địa về nhà mới. Khi đã về đến nhà mới, gia chủ tiến hành hóa vàng, tiền giấy, đổ rượu vào cho đốt tiền, biểu thị ý niệm các ngài đã nhận được vật phẩm và dùng để giao tiếp với cõi âm nơi bạn mới chuyển đến. Sau đó, bạn sẽ bày lễ vật và thắp một tuần hương mới trên bàn thờ. Cùng với đó, gia chủ sẽ rót rượu và đọc bài văn khấn báo cáo các vị thần là gia chủ đã hoàn thành việc chuyển bàn thờ thần tài tới địa điểm mới. Kính thỉnh các ngài an ổn nơi thờ phụng để phù hộ cho gia chủ được thuận lợi và nhiều tài lộc. Ngoài ra, trong quá trình chuyển bàn thờ thần tài sang nhà mới, cần đích thân gia chủ là nam giới chuyển dọn và khấn vái xin phép di rời, cũng như mời các vị thần đến nơi ở mới để tỏ lòng tôn kính. Những lưu ý khi chuyển bàn thờ thần tài, ông địa sang chỗ ở mới. Trong ngày chuyển nhà, chủ nhà đứng trước bộ bàn thờ, vái, ba vái và khấn xin thần linh, gia tiên chuyển về nơi thờ tư mới. Lưu ý cũng cần đọc rõ địa chỉ, số nhà, thông tin để hai vị biết đến. Tiếp theo, dùng tiền âm lót xuống thùng cát tông hoặc đồ chứa sạch sẽ nào đó rồi đặt bát hương vào, đậy kín và dán băng dính. Đặc biệt chú ý, không được để bát hương lộ thiên, bởi vì điều này có thể khiến cho các vong hồn xung quanh nhập vào bát hương. Sau khi mới chuyển đến ngôi nhà mới, gia chủ sắp xếp mọi thứ gọn gàng ở vị trí được lựa chọn. Sau đó, dùng một chiếc khăn mới nhúng vào rượu gừng để tịnh hóa lại rồi thắp nhang, hành lễ như bình thường. Khi chuyển bàn thờ thần tài ông địa ra nhà mới thì gia chủ cũng nên chú ý đến những phương hướng hội tụ tài lộc để đặt bàn thờ. Nên đặt bàn thờ thần tài nằm ở góc nhà nhưng phải có vị trí thuận lợi để bao quát được toàn bộ cửa ra vào. Đặc biệt, không nên đặt bàn thờ thần tài ông địa tại các góc khuất sâu trong nhà mới. Tốt nhất nên nhờ các chuyên gia phong thủy xem xét về vị trí và phương hướng để đặt bàn thờ thần tài. Cuối cùng, khi chuyển sang nhà mới, dù gia chủ mang theo bàn thờ thần tài hay mua cái mới thì cũng cần phải cúng một bữa tiệc để thông báo cho các ngài biết là chúng ta đã đến nhà mới. Cũng giống như là tiệc tân gia để cầu mong các vị thần này phù hộ cho gia đạo, bình an và may mắn. Quý vị thân mến, sau khi chuyển bàn thờ thần tài sang chỗ mới thì việc đặt đúng vị trí là điều rất quan trọng. Bởi nếu đặt sai chỗ sẽ khiến việc làm ăn, kinh doanh của các bạn sẽ không còn được như trước. Để tránh được việc này thì kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một số vị trí cấm kỵ để các bạn có thể biết được và tránh đặt bàn thờ thần tài. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên, tránh đặt bàn thờ ở nơi tối tăm và không thoáng đãng. Tuyệt đối không đặt bàn thờ ở nơi tối tăm mà cần đặt ở nơi sáng sủa, thoáng đãng. Phía trước bàn thờ nên là một khoảng không gian thông thoáng, không có nhiều vật dụng che chắn. Do đó, mọi người thường hay đặt bàn thờ thần tài ở gần cửa ra vào tầng 1. Không được đặt bàn thờ ở trên cao. Có khá nhiều người thắc mắc về vấn đề tại sao lại đặt bàn thờ ông địa và thần tài ở dưới đất. Theo truyền thuyết thì đất là nơi ông địa sống. Ông địa là người cai quản đất đai, do đó phải ở dưới đây để làm công việc của mình. Còn thần tài thì có nhiều truyền thuyết khác nhau, trong đó có chi tiết liên quan đến việc thần tài bị coi là người ăn mày khi xuống trần gian, sống trong góc nhà. Chính vì vậy, người ta đặt bàn thờ thần tài và thổ địa ở dưới đất. Dù thờ ở dưới đây, nhưng các vị thần này lại rất ưa sạch sẽ, do đó gia chủ cần thường xuyên lau dọn bàn thờ. Nên đặt bàn thờ dựa vào tường. Bàn thờ thần tài bắt buộc phải dựa vào một bức tường vững chắc. Bên cạnh đó, bức tường này không được chồi cửa sổ hay đục lỗ, vì như thế thì tài vận sẽ không tụ lại mà sẽ thất thoát. Nếu trong nhà không có bức tường nào phù hợp để bàn thờ tựa vào, bạn có thể dựng bức vách thay thế. Bạn cần lưu ý rằng bàn thờ thần tài không được đặt gần nhà vệ sinh, gần xò xát, không đặt trước bếp, trước gương, trước phòng tắm.
tuyệt đối tránh để góc nhọn của đồ vật đối diện với bàn thờ thần tài. Kiêng kỵ phía trước tủ thờ thần tài, ông địa không được có gương phản chiếu. Gương là vật dụng thông thường nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Nếu đặt gương trước tủ thờ thì sẽ có tác dụng phản xạ ánh sáng và sát khí. Mà trong khi đó, bàn thờ lại thuộc tính âm nên rất dễ gây ra những hệ lụy về tính mạng của gia chủ. Tránh để trước mặt bàn thờ những thứ không sạch sẽ. Khu vực trước mặt bàn thờ nhất định phải thoáng đãng, sạch sẽ. Tốt nhất phía trước nên là một khoảng trống, thông thoáng. Có thể đặt bàn thờ cách cửa chính 1, 2, 3, 8 và 9 bước tùy thuộc vào độ rộng của căn phòng, vị trí đặt ở phòng khách hoặc ban công. Không đặt bàn thờ ở dưới những vật dụng điện tử. Mỗi khi đặt tủ thờ ông điện thần tài, bạn nên xem xét xung quanh vị trí đặt. Nếu phía trên tủ thờ có các vật dụng điện tử như loa, quạt, điều hòa thì không nên đặt. Lý do là vì những vật dụng điện tử thường tạo ra sóng điện tử có thể chạm vào sát khí, dễ xảy ra những chuyện không may. Tránh đặt tủ thờ thần tài ở những nơi ô uế. Những nơi ô uế trong nhà là gần khu vực thùng rác, chỗ đặt giày dép, trước cửa nhà vệ sinh, gần phòng tắm hoặc nhà bếp. Ở khu vực chung cư còn là nơi có đường dẫn nước thải. Nếu đặt tủ thờ thần tài ở những nơi này sẽ vấy bẩn thần linh và phạm phải tội không tôn kính. Thông thường, nếu bàn thờ ở vị trí này rất dễ gây ra tổn hại về sức khỏe của mọi người trong gia đình. Đặc biệt là có thể tác động đến hậu bối về sau hoặc tiền tài bị mất mát. Không đặt bàn thờ thần tài ở dưới cầu thang. Theo quan niệm thờ cúng thì dù là đang thờ bất kỳ vị thần nào thì không gian thờ cúng cũng phải thật trang nghiêm, sạch sẽ. Chân cầu thang chính là nơi không thể đáp ứng được tiêu chí mà người xưa đề ra, bởi vì cầu thang là nơi thường xuyên có người đi qua gây ồn ào cho các vị thần. Thêm vào đó, nếu đi trên cầu thang chính là đi trên đầu của các vị thần, lúc này bạn đã mạo phạm thần và rất dễ làm thần của trách. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.